đúng không? Đây này, cho vào đây này anh ơi. Anh đi cùng trường em ơi. Mình phục vụ nhiều rồi, bây giờ được người ta khác phục vụ em ạ. Tặng riêng anh. Quy ra thắp đấy. Anh tặng được bao nhiêu nó quy ra thắp ở đây mà. Mua đi để tí nữa lên tặng. Mốc có 5 ngày thôi em ạ. Thứ 6 anh về rồi. Có cuốc nào bắn cho anh nhá. Anh đi tiền trạm các em vào trong này, anh có chỗ để các anh em phục vụ rồi. Chị Hương ơi, em xin một bông để cho ông chức ông lên tặng hoa. Tuần vừa rồi em đi nhiều thế sang ơi. Anh cuối tháng mới nhận được cái lịch về cuối tháng. Đi Lâm Định.
Còn thứ sáu tuần này về thì anh chưa có lịch đâu. Em có khách bắn nhá. Đi ăn tơi tẹo về là phải đi kiếm em ạ. Em mấy anh mấy Phong là ngon rồi. Ba anh em là đều khách chứ là được rồi. Chào cả nhà nhá. Đang ở trên dòng sông Hương, nghe các ca sĩ hát vo. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Chào Tuyền nhá. Em có khách vào Huế, anh giới thiệu địa điểm cho chương trình nha.